chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình của mình sẽ làm bún bò xào củ sắn. Mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Đây, ở đây mình đã chuẩn bị thịt bò này mình sẵn rồi nè cả nhà. Đây, rồi bên đây là củ sắn. Củ sắn thì mình cũng cắt sẵn luôn, sắc sợi đó cả nhà. Rồi, và những cái nguyên liệu đi kèm á, đây là muối, bột ngọt và đường, nước tương, tỏi, sả. Rồi bên đây là bún, giá và rau sống. Rồi đây là nước mắm chua ngọt mình cũng đã pha sẵn. Ở đây là đồ chua, cà rốt và củ cải trắng á, mình bào sợi rồi mình ngâm muối, mình vắt á, mình vắt nó khô. Giấm đường á, chua ngọt mình ngâm nó. Còn đây là đậu phộng. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình ướp thịt. Đây, cái phần thịt này đó là mình sử dụng là 700g đó cả nhà. Bây giờ đầu tiên mình sẽ ướp vào đây là một muỗng canh nước tương. Rồi bột ngọt mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt. Đường, đầu tiên mình ướp vào đây là một muỗng rưỡi cà phê đường và 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình cho vào đây là khoảng chừng một muỗng cà phê sả bằm và nửa muỗng cà phê tỏi bằm. Bây giờ mình trộn đều nó lên nha cả nhà. Mình ướp những cái gia vị vậy đó cho nó thấm thịt. Rồi khi mà mình xào lên á, rồi mình mới nêm nếm lại. Rồi bây giờ mình trộn đều nó lên như vậy nè cả nhà. Rồi mình để đây đi, mình để đây cho nó ngấm cái phần này 10 phút thôi. Rồi mình sẽ đem đi xào nha cả nhà. Rồi bây giờ trong cái thời gian đó mình đợi cái phần thịt nó thấm á, thì bây giờ mình sẽ đem củ sắn này mình đi xào trước. Mình xào củ sắn trước rồi cái phần thịt đó mình nó thấm mình sẽ tiếp tục mình xào. Rồi bây giờ á, ở đây mình cũng đã chuẩn bị một cái chảo. Cái chảo này mình cũng đã làm nóng rồi nè cả nhà. Giờ mình sẽ cho dầu vào đây. Rồi mình đợi dầu nóng rồi mình thử tỏi. Rồi, mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê sả, tỏi. Mình cho vào đây một muỗng cà phê tỏi băm. Mình thử tỏi cho nó có mùi thơm nha cả nhà. Bây giờ tỏi cũng có mùi thơm rồi. Mình sẽ cho cái phần củ sắn này vào. Phần củ sắn này á, là mình cũng sử dụng cũng 700g luôn đó cả nhà. Cho vào đây. Mình cắt sợi như vậy đó, đừng có cắt dày quá nha cả nhà. Rồi bây giờ trong lúc này mình sẽ nêm vào đây, mình dằn ở trong cái củ sắn này là 1/4 cà phê muỗng muối và 1/4 cà phê muỗng bột ngọt.
Rồi giờ mình xào, mình để chút xíu nữa cho nó mềm nha cả nhà. Này, mình xào nó như vậy đó cả nhà, cho nó mềm. Nó mềm cái phần củ sắn này. Rồi một chút nữa mình mới xào thịt riêng nha cả nhà. Rồi cái phần củ sắn này đó cả nhà, khi hồi nãy đến giờ đó mình xào nó cũng khoảng chừng 10 phút rồi nè cả nhà, nó cũng mềm vừa rồi, mình không có để nó mềm nhũn, mình còn giữ cái độ giòn của nó đó cả nhà. Bây giờ mình tắt lửa rồi mình sẽ đi xào cái phần thịt bò nha cả nhà. Rồi bây giờ mình cho nó qua một bên. Rồi đây, ở đây mình chuẩn bị một cái chảo khác rồi nè cả nhà, mình cũng đang làm nóng, mình để cái chảo nóng đi rồi mình mới cho cái dầu vào. Còn đây cái phần thịt bò khi nãy mình đã ướp được 10 phút rồi nè cả nhà. Rồi mình để nó ở đây, giờ mình sẽ cho dầu vào chảo. Dầu nóng đi, nếu mình gắn cái cây này vô cho nó dễ, để một chút mình khi nó nóng quá. Rồi bây giờ cái phần dầu này á cả nhà nó cũng nóng rồi, mình cho còn cái phần tỏi này và sả này vào. Sả này á mình sử dụng 2 muỗng canh nha cả nhà, 2 muỗng canh sả bằm. Rồi bây giờ mình để mình xào cái phần tỏi với sả này cho nó thơm. Mình mới cho thịt vào. Rồi bây giờ cái phần sả và tỏi này nó cũng dậy mùi thơm rồi nè cả nhà. Giờ mình sẽ cho cái phần thịt bò này vào. Trong lúc này mình dặn lửa nó lớn lên. Mình xào thịt bò mình phải cần lửa lớn nha cả nhà, để nó không bị ra nước. Rồi bây giờ thịt bò cũng đã được rồi nè cả nhà, nó hơi tái thôi, bây giờ mình cho nó qua một bên. Rồi mình chở về cái chảo này, chảo củ sắn này, mình xào tiếp tục cái sả chảo củ sắn này cho nó nóng trở lại, rồi mình đổ cái thịt bò vào chung vào đây, rồi mình sẽ nêm nếm lại nha cả nhà. Thì mình để cái nồi cái chảo củ sắn này nó nóng lại đi. Rồi bây giờ cái phần củ sắn này nó cũng đã nóng trở lại rồi nè cả nhà. Giờ mình sẽ đổ tất cả cái phần thịt bò này vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều hai thứ lên. Mình xào riêng nó như vậy đó cả nhà, mình xào củ sắn riêng, thịt bò riêng như vậy thì mình đảm bảo được cái phần thịt bò đó nó mềm, nó không bị dai. Còn nếu như mà mình xào mà mình để mà từ cái lúc mà củ sắn rồi mình cho mà thịt bò vào đó, mình xào lâu quá thịt bò nó ra nước một phần rồi nó dai nữa. Nó như vậy đó cả nhà. Cái phần thịt bò này đó mình mua là phi lê nên cái thịt nó cũng rất là mềm.
Rồi bây giờ để mình xào chút xíu nữa đi rồi mình sẽ nêm nếm nó lại nha cả nhà. Rồi bây giờ thịt bò và củ sắn nó cũng hai thứ nó cũng thấm vào nhau rồi nè cả nhà. Để mình nêm nếm nó lại. Nó thiếu ngọt chút xíu thôi. Mình sẽ cho nó vào đây một chút xíu bột ngọt. Một chút xíu bột ngọt và một chút xíu đường. Cho vào đây 1/4 muỗng cà phê đường nữa nha cả nhà. Và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi giờ mình trộn đều nó lên. Tại vì cái này á, cái thịt bò xào củ sắn này á, mình sẽ ăn với lại bún với nước mắm chua ngọt đó cả nhà. Cho nên á, mình không có xào mà nó mặn quá nha cả nhà. Tại vì mình còn chan thêm nước mắm nữa. Rồi, như vậy là món thịt bò xào củ sắn của mình cũng đã xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ tắt lửa, mình cho nó ra ngoài tô và... Rồi bây giờ cái phần thịt bò xào với lại củ sắn của mình nó cũng hơi nguội rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho nó ra tô. Đây, mình đã chuẩn bị một cái tô sẵn rồi. Bây giờ đầu tiên mình cho giá vào đây. Mình cho giá ở dưới nha cả nhà. Như thế này. Rồi mình cho chút đỉnh rau. Rồi bún. Mình sẽ cho bún vào tô luôn. Như vậy đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt bò lên, củ sắn lên. Vậy đó cả nhà. Rồi mình cho từng tự nha cả nhà. Đó, thịt bò, rồi đồ chua. Rồi để bây giờ mình sắp xếp lại cho nó gọn gàng cả nhà ơi. Đây, món bún bò xào củ sắn của mình đã xong rồi nè cả nhà. Đây, ở trên á, là mình cho đậu phộng và thịt bò xào củ sắn. Bên dưới á, là mình để giá và bún. Rồi đây là rau sống, đồ chua. Rồi bên đây là nước mắm chua ngọt. Mình mời cả nhà thưởng thức bún bò xào củ sắn gia đình của mình nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Như cả nhà thấy thích, cả nhà bấm like, đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha cả nhà.